Đam Mỹ, vợ cũ bị cầm của tổng tài Bạc Tình. Tác giả Hạ Nhiễm Tuyết. Editor Vĩ Diệt Vô Song. Người đọc Châu Gia Thiện. Chương 10. Lộc Hàm gọt xong một quả táo, thư là cẩn thận đặt vào trong tay của Tô Triết Thác. Anh cầm quả táo lên để dưới mũi người một chút. Thơm quá. Đưa vào cho tôi được không chứ? Tô Triết Thác vươn tay ra, mà Lộc Hàm gắt gao nắm chặt lấy dao. Không hiểu đột nhiên anh muốn nó đi làm gì đây chứ? Yên tâm đi, không phải là tôi đây định tự sát đâu. Anh nhẹ nhàng cười cười, khó được hài hước đùa cậu một chút. Lộc Hàm hoang mang chớp nhẹ hai mắt, thực lực cẩn thận đặt chui dao vào trong tay của anh. Tuy không có nỡ từ chối, nhưng cậu vẫn là rất sợ anh sẽ tự làm cho mình bị thương. Dù sao lưỡi dao này cũng rất là sắc bén. Tô Triết Thác có một chút ngốc, cầm lấy dao. Mất đi ánh sáng, anh mới biết. Thì ra không có thấy rõ được mọi vật là một cái loại tra tấn khủng khiếp đến như thế nào. Lần mò lưỡi dao đặt lên trên quả táo, anh chậm rãi dùng sức, rất nhanh đem nó chia thành hai nửa. Cho cậu nè. Anh vươn tay đưa một nửa trái táo cho Lộc Hàm. Ôn tồn nói. Ăn đi, như vậy mới tốt cho cô họng. Lộc Hàm ngơ ngác nhìn anh thật là lâu, giống như đang suy tư, lại giống như do dự. Cuối cùng cậu cầm lấy trái táo, viết vào trong tay của anh. Cảm ơn. Lộc Hàm giúp cho Tô Triết Thác đẩy xe lăn ra ở phía sau vườn hoa của bệnh viện. Đây là cái lần đầu tiên kể từ ngày bị thương cho tới tận nay anh chịu đi ra bên ngoài. Cảm nhận được ánh nắng chiếu vào trong cơ thể, anh theo phản xạ đưa tay lên che mắt của mình. Lúc này mới giật mình nhớ ra là bản thân chỉ là một gã mù mà thôi. Thời tiết dường như rất là đẹp, nhưng là anh lại không có thể nào mà nhìn thấy được. Hôm nay trời đẹp lắm có phải không chứ? Tô Triết Thác đột nhiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra một chút bi thương, nghẹn ngào. Lộc Hàm ngồi trước mặt của anh, cảm giác ánh mắt hơi hơi ẩm ướt. Một người nam nhân đã từng đứng ở trên đỉnh cao, kiêu ngạo là như vậy, hiện giờ là phải hỏi người khác trời đẹp lắm có phải không? Đẹp sao chứ? Rất đẹp, nhưng rồi cũng chỉ như mọi ngày bình thường mà thôi. Đáng tiếc, bây giờ cho dù có bình thường đến mấy, anh cũng là không có khả năng nhìn thấy được. Kéo tay của anh, cậu nhẹ nhàng viết. Ừ, đẹp lắm đó. Bầu trời rất xanh, mây trắng thực là trắng. Bởi vì bây giờ là mùa thu, cho nên lá vàng đã rụng đi rất nhiều. Miêu tả xong tất cả cảnh vật, cậu lại còn không quên nhặt lên một chiếc lá khô đặt vào trong tay của anh. Tô Triết Thác thản nhiên mỉm cười. Những cái điều này trước kia anh đều nhìn thấy, nhưng lại chưa bao giờ đi lưu lại và lưu tâm. Anh luôn cảm thấy chúng quá mức bình thường, mỗi mùa đều sẽ nhìn đến. Nhưng bây giờ thì... Ngón tay thật nhẹ nhàng mân mê lấy chiếc lá. Đột nhiên, ánh mắt của anh nổi lên một cái làn hơi nước mơ hồ. Lá cây là màu vàng sao chứ? Anh xoay mặt về cái hướng của cậu, giọng nó run rẩy, mang theo đau khổ, cầu xin. Có thể nói thêm cho tôi biết, ở bên ngoài trông như thế nào được không chứ? Nói nhiều hơn một chút được không? Tôi rất là muốn biết đó. Lá cây vẫn còn màu xanh, nhưng rất nhanh sẽ chuyển thành úa vàng. Bởi vì mỗi mùa thu đều chính là như vậy đó. Cậu thở dài một hơi, thơ là chậm rãi viết vào trong tay của anh. Chỉ sợ anh không có cảm nhận được mà thôi. Tô Triết Thác cầm chặt lấy cái chiếc lá khô ở trong tay,
cẩn thận mà nhớ kỹ những điều mà cậu ta vừa biết. Ánh mắt không nhìn thấy, cảm giác lại càng trở nên rõ ràng hơn. Nếu như anh phải mù như thế này cả cuộc đời, em có nguyện ý làm đôi mắt của anh không chứ? Liệu có nguyện ý không? Tô Triết Thác đột nhiên cầm chặt lấy tay của Lộc Hàm, hỏi dồn dập. Nếu có thể bắt đầu lại một lần nữa, liệu rằng anh có thể nhận được cái lời tha thứ chăng? Anh nguyện ý làm giọng nói của em. Như vậy, em sẽ làm đôi mắt của anh. Được chứ? Tô Triết Thác lại nói thêm một câu nữa. Khuôn mặt lại còn thực là sự nghiêm túc. Nhìn về ở cái phía của cậu. Lộc Hàm gắt gao, mỉm môi. Có một chút lạnh nhạt viết. Tôi tiên sinh à. Tôi chỉ là không hiểu anh muốn nói gì đó. Tôi chỉ là một y tá bình thường thôi. Nếu nhìn đèn muốn đôi mắt, tôi tin là có rất nhiều người sẽ nguyện ý làm. Không nhất định phải là tôi đâu. Vì là hơn nữa, anh cũng là không có chắc chắn sẽ bị một cả đời. Hiện tại, anh và cậu chỉ là hai người xa lạ mà thôi. Tại sao lại có thể tùy tiện mà đưa ra một yêu cầu như vậy chứ? Hàm hàm. Tại vì sao? Em đã không thể nào tha thứ cho anh được chứ? Anh biết là mình sai rồi. Tô Triết Thác đột nhiên vươn tay, kéo lấy Lộc Hàm, cúi đầu chôn vào trong cái mái tóc của cậu, thống khổ nói. Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Anh sai rồi. Anh biết mình sai rồi. Cho anh một cơ hội đi. Có được không chứ? Ngoài em ra, anh đã không còn gì cả. Cậu có biết hay là không, anh phải dùng bao nhiêu tự chủ mới có thể mỗi ngày yên lặng mà sống ở trong bóng đêm. Nghe được tiếng của cậu hít thở, ngửi cái mùi bạc hà nhẹ nhẹ toát ra từ người của cậu. Anh thực sự rất là muốn gọi tên của cậu thật to lên. Nhưng cũng như Tuyết đã nói đúng, ban ngày anh không dám, là chỉ có trong giấc mơ mới có thể mà khống khổ kêu lên cái tên làm cho mình quyến luyến vô cùng. Anh có thể chấp nhận mù cả cuộc đời này, chỉ cần được bắt đầu lại một lần nữa. Anh có thể dùng nửa đời sau của mình để mà bù đắp lại những cái thương tổn trước kia mà cậu phải chịu đựng. Anh sẽ không có để cho cậu phải khóc. Về sau này, anh nhất định sẽ yêu thương cậu thật nhiều, thật thật nhiều. Chỉ cần cho anh một cơ hội thôi. Trước kia là lỗi lầm của anh. Anh biết mình đã sai rồi. Nếu đời này anh bù đắp cho cậu không đủ, thì như vậy hẹn cả kiếp sau nữa có được không chứ? Lộng Hàm nghe người, để mặc cho anh ta ôm. Chỉ có cái câu hàm hàm là còn quanh quẩn ở bên tai, khiến cho hai mắt của cậu bắt đầu mông lung hơi nước, xem không có rõ cảnh vật ở trước mặt của mình nữa. Trời lạnh rồi, chúng ta nên về thôi. Chậm rãi bỏ tay con ra, cậu đứng lên, xoay xe lăn đẩy về ở cái phía phòng bệnh. Anh nhận ra cậu, đáng ra cái điều này cậu là phải sớm biết mới phải chứ. Một người nam nhân từng ở thương trường hô phong hoán vũ, đâu có khả năng bị lừa lâu đến như vậy. Hàm hàm à, em có từng nhớ trước kia không? Chúng mình cũng đã từng đi như vậy, ở dưới trời thu đầy lá rụng đó. Kỷ niệm nhớ tới thì ra vẫn là vô cùng rõ ràng. Dường như mọi chuyện chỉ mới xảy ra cái ngày hôm qua mà thôi. Ngày ấy, bọn họ tay trong tay sánh vai đi bên nhau thực là hạnh phúc. Chỉ là vì sao cảm tình trong sáng ấy lại dần dần bị thay đổi? Vì thời gian hay là vì thứ gì khác chứ? Anh làm tổn thương lòng của cậu, tổn thương những người ở bên cạnh cậu. Hiện tại, liệu rằng anh còn có tư cách để cầu xin cậu tha thứ hay là không? Thì ra, Tô Triết Thác là cũng có ngày phải cầu xin cảm tình của một nam nhân. Bởi vì anh không có phải là thần, anh chỉ là một cái con người mà thôi. Anh cũng sẽ phải phạm sai lầm, cũng sẽ đi nhầm hướng.
Hàm Hàm à, đừng rời xa anh. Đừng bỏ mặc lại anh một mình trong bóng đêm có được không chứ? Anh xin em, anh cầu xin em mà. Lần đầu tiên Tô Triết Thác lại cảm thấy mình khủng hoảng đến như vậy. Anh sợ cậu rời đi, không có cậu, anh đây cũng là không còn gì cả. Anh phải dựa vào niềm tin gì để mà sống sót chứ? Em sẽ không đi đâu. Bởi vì em đã nhận lời với cha mẹ của anh rồi. Còn với cả anh Dân Thần nữa, sẽ chăm sóc cho anh đến cái ngày anh khỏe lại. Cậu biết xong lại đứng dậy, tiếp tục để xe lăn về ở cái phía của phòng bệnh. Cậu sẽ không đi, bởi vì cậu là một người biết giữ lời hứa, không có phải là vì anh. Trong phòng bệnh, bác sĩ thực lực cẩn thận kiểm tra hai mắt của Tô Triết Thác. Còn tất cả mọi người đều đứng ở một bên, hy vọng sẽ được nghe một cái tin tức tốt. Bác sĩ đã nói thương tích ở chân của anh thực ra chính là không nặng lắm, chỉ có hai mắt là rất khó để mà điều trị. Tô tiên sinh đây phục hồi cũng là đã khá tốt rồi. Nhưng mà nếu như muốn cho chữa khỏi hoàn toàn thì vẫn là phải tiến hành một ca mổ. Tôi đoán xác suất thành công nó không cao cho lắm, nhưng mà tôi đây vẫn hy vọng rằng mọi người sẽ đồng ý thử một lần. Dù sao thì có một tia hy vọng thì vẫn là hơn không mà, có đúng không chứ? Em có đồng ý cho anh mổ không? Nếu như em không muốn, anh sẽ dùng hai mắt của mình để có thể đổi lấy giọng nói của em. Dù sao thì bây giờ anh cũng đã mù rồi. Im lặng thật là lâu, Tô Triết Thác đột nhiên quay sang hỏi Lộc Hàm. Mà cái câu hỏi này của anh đã khiến cho tất cả mọi người ở nơi đây đều không có khỏi sững sờ. Vũ Văn Thần nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi. Quả như là như vậy, Thác đang cố ép cậu ấy cũng là tự đe dọa chính bản thân của mình. Lộc Hàm à, ánh mắt của Tô phu nhân mang theo cái sự thỉnh cầu mà nhìn cậu, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Tuy bà không có biết vì sao Triết Thác lại nói như vậy, nhưng rõ ràng Lộc Hàm là hy vọng duy nhất của Tô gia vào trong lúc này. Bà biết trước kia mình đã cư xử không đúng, nhưng mà dù sao cậu cũng từng là con dâu của Tô gia hai năm nay. Triết Thác lại biết quay đầu hối hận. Cậu lại có thể bỏ qua Thu Hằng mà giúp đỡ con trai duy nhất của bọn họ được không chứ? Lộc Hàm cúi đầu khó hiểu. Tại sao ánh mắt của bọn họ lại đều dừng ở trên người của cậu vậy chứ? Chờ mong, cầu xin, hy vọng sao chứ? Bọn họ đều đang ép cậu, cậu còn có quyền lựa chọn hay sao đây? Thực chậm rãi bước lên phía trước, cậu ngồi xuống ở trước mặt của Tô Triết Thác, cầm lấy cái bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của anh. Dường như anh cũng đang rất là lo lắng chờ đợi cái câu trả lời này. Mổ đi được không chứ? Mặc kệ là cái cơ hội này nó có nhỏ tới mức nào, chúng ta đây vẫn phải luôn hy vọng. Chứ không lẽ anh lại muốn sống tiếp những cái ngày ở trong bóng tối hay sao chứ? Lộc Hàm viết xong đang định đứng lên rời đi, Tô Triết Thác lại nhanh tay hơn mà giữ cậu lại. Ánh mắt vô thần trong lúc này không hiểu vì sao lại nổ lên một cái tia giảo hoạt. Hàm Hàm của anh là một nam nhân thiện lương lại mềm lòng, mà anh vốn là một cái tên thương nhân tài giỏi, tự nhiên sẽ biết lợi dụng cái điểm nào có lợi cho mình nhất. Có lẽ anh đang lừa cậu, nhưng mà anh hứa sẽ dùng cả kiếp sau của mình để có thể bồi thường. Cho nên lúc này đây, anh lại thắng. Bác sĩ à, chuẩn bị tiến hành ca mổ đi, tôi đồng ý. Ca mổ của Tô Triết Thác đã được ấn định vào 5 ngày sau, mà kỳ lạ là ở cái chỗ càng ngày gần cái ngày mổ, tươi cười ở trên mặt của anh lại càng lớn hơn. Hàm Hàm à, nói cho anh biết đi, tại vì sao
em lại không thể nào mà nói chuyện được chứ. Trong bóng tối, anh mò mẫm tìm kiếm cái vị trí của Lộc Hàm. Anh biết rằng cậu nhất định là đang đứng ở một góc nào đó, nhưng lại vẫn cứ đang cố ý mà tránh né anh. Rõ ràng đều đang ở cùng với nhau trong một căn phòng, lại giống như cách xa ngàn vạn dặm. Hàm Hàm à, nói cho anh biết đi, có được không chứ? Có phải nguyên nhân có liên quan đến anh không? Giọng nói mang theo đau khổ, còn có một chút mỏng manh, tuyệt vọng. Không phải đâu, là vì em đây bị do sợ mà thôi. Lộc Hàm không có muốn nói cho anh biết cái nguyên nhân thực sự. Hiện tại anh đã thành ra như vậy rồi. Thôi quên đi, nên quên đi. Thực xin lỗi mà, nếu như lúc trước anh không... Anh nói xong lại phát hiện ra yết hầu của mình nó khô rát đến cực kỳ, phá lại khó chịu. Thì ra đều là lỗi lầm của anh. Nếu như anh không ngoại tình, không ly hôn với cậu, không đuổi cậu ra bên ngoài, như vậy thì hiện tại cậu vẫn sẽ là cái chàng trai bé nhỏ ngoan ngoãn, đơn thuần, đứng ở bên cạnh anh. Nhưng mà hiện tại tất cả đều đã thay đổi mất rồi. Anh thay đổi, cậu cũng là như vậy. Lộc Hàm cúi đầu, có một chút lạnh nhạt đứng lên, đi ra khỏi phòng bệnh. Không có muốn biết cái chuyện hiện tại cảm xúc của anh là gì. Hối hận, tự trách, áy náy, thống khổ chăng? Hay là thứ gì khác đi? Bởi vì tất cả đều đã trôi qua rồi. Cậu yêu, sẽ yêu thật là nhiệt tình. Nhưng nếu như không thương, cũng là quyết không có quay đầu nhìn lại. Mọi người đều nói, khi một người đàn ông không còn yêu, họ sẽ trở nên rất là tuyệt tình. Nhưng rồi cậu thấy phụ nữ cũng chính là như vậy. Có lẽ khi không còn yêu ai, thì ai cũng là như vậy mà thôi. Nhẹ nhàng hít một hơi, cậu nhìn thấy bóng cây ở xa xa ngoài kia. Rốt cuộc thì cũng bắt đầu trơ trụi. Trong nhà mắt ấy thì ra lại sắp đến mùa đông nữa rồi. Mùa đông năm nay dường như sẽ phá lệ lạnh lùng. Tại lâu đài Hoài Thụy. Lão đại à, ngài thích cô gái kia thực sự sao chứ? Red thực sự là không có thể nào nhìn được. Tại sao lão đại của cậu lại sủng cô ta đến như vậy chứ? Muốn cái gì là có cái đó. Hào phóng đến mức là hai mắt cũng lại không chớp lấy một cái. Tuy lão đại này không có phải là một người keo kiệt, nhưng cũng chưa có từng đối xử với ai đến mức đó à. Kể cả có là một thủy nhi trước kia, cũng lại không có được là ngoại lệ. Arthur thản nhiên nhìn Fred một cái, sau đó khép hờ hai mắt lại. Thích sao? Có lẽ là vậy. Anh cũng lại không có biết chính xác cảm xúc của mình đối với Uông Tiểu Hàm là cái gì nữa. Chỉ biết là rất cần, chỉ nhớ là quen thuộc. Có lẽ cô không có phải là điều anh thực sự muốn, nhưng mà hiện tại cứ tiếp tục như vậy cũng là không sai. Arthur à, Uông Tiểu Lam mơ màng tỉnh giấc, thấy nam nhân đang ngồi trên ghế một mình thất thần. Cô bước xuống giường, đi tới ngồi xuống ở bên cạnh của anh. Arthur à, anh sao vậy chứ? Sao lại không ngủ đi? Uông Tiểu Hàm hỏi xong, Arthur cũng đã không có thèm đáp lại một câu. Ánh mắt hướng về ở cái phía của cô, lại càng giống như xuyên qua cô, nhìn về một nơi khác. Arthur à, em yêu anh, thật sự rất là yêu anh đó. Cô ngẩng đầu, nồng nhiệt hôn lên trên cổ của anh, có một chút hoang mang thổ lộ. Ánh mắt của Arthur hơi mơ hồ một chút, sau đó rất nhanh xoay người, tránh đi cái nụ hôn của cô. Khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng. Arthur. Uông Tiểu Hàm dùng sức nắm chặt lấy tay. Cô biết rằng hiện tại
mình không có thể nào nóng vội cho được. Thời gian của bọn họ còn rất là nhiều, chỉ là bề ngoài anh tỏ ra thực lực thích cô. Nhưng mà mỗi khi đối mặt với nhau, anh lại luôn vô thức tránh né cái điều gì đó. Anh như vậy khiến cho cô cảm thấy bản thân bất lực đến vô cùng. Thôi đi ngủ đi. Arthur tựa dậy một hơi, vươn tay ôm lấy cô vào trong lòng của mình. Tuy sức nặng này chẳng đáng là bao, nhưng rồi anh vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như cô hẳn là phải nhẹ hơn một chút mới đúng chứ. Trong trí nhớ của anh, đó là một nam nhân rất nhẹ và thật gầy yếu. Mỗi khi mà ôm chặt cậu, anh sẽ cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng. Hình như phải là như vậy mới đúng. Mình xin phép lược bỏ một đoạn ca mổ của Tô Triết Thác thành công nha. Bác sĩ từ lời cẩn thận tháo bỏ từng tầng băng gạc quấn quanh hai mắt của Tô Triết Thác. Tất cả mọi người đều nín thở mà nhìn ông. Tuy rằng ông đã cam đoan cái ca mổ này thành công, Tô Triết Thác sẽ lại thấy được mọi thứ, nhưng là vẫn không thể nào khiến cho bọn họ bớt đi sự hồi hộp. Lớp băng gạc cuối cùng được tháo bỏ ra. Tô Triết Thác theo bản năng muốn lấy tay để che lại hai mắt. Ánh sáng đột nhiên tới sau bao nhiêu ngày ô ám này cũng là không có dễ chịu là bao. Ngược lại càng khiến cho anh cảm thấy đau đớn và khó nhịn. Tốt lắm đó. Ban đầu anh sẽ cảm thấy là như vậy, không có cần phải dãy dụa đâu. Chỉ là nên từ từ mở hai mắt ra. Đừng có dỗi mà, đừng dỗi. Bên tai truyền đến cái lời hướng dẫn không ngừng của bác sĩ. Tô Triết Thác thừa lực cố gắng trùng trùng mí mắt nặng nề, sau đó dần dần mở ra. Trước mặt tất cả đều rất là mơ hồ, nhưng cũng không có còn là hắc ám nữa. Anh nhắm hai mắt lại một lần nữa, sau đó tiếp tục chậm rãi mở ra. Lúc này, cảnh vật đã trở nên rõ ràng hơn nhiều. Trước mặt của anh là vị bác sĩ, cùng với là mấy cái cô y tá, cha mẹ anh, Vũ Văn Thần, cùng với cậu. Anh thản nhiên cong lên khóe môi, sau đó gắt gao nhìn thẳng vào nam nhân đứng cách đó không xa. Hàm hàm của anh, cậu đã gầy đi thực sự rồi, rất là nhiều. Nè, anh có thể thấy được không chứ? Bác sĩ thì lại cẩn thận hỏi thêm một câu. Tô Triết Thác gật đầu nhìn ông, lại nhìn về ở cái phía của cha mẹ mình. Cha, mẹ, con đã có thể thấy được tất cả mọi người rồi. Giọng nói của anh rất là bình tĩnh, nhưng bên trong lại kích động đến vô cùng. Anh cảm giác như bản thân vừa được sống lại, tất cả mọi thứ ở trước mắt. Lúc này đây, anh sẽ dùng hết sức để mà bảo vệ, không bao giờ buông tay nữa. Tốt lắm đó. Tô tiên sinh à, hai mắt của anh thực sự đã khỏi hẳn rồi. Vị bác sĩ hài lòng, gật gật đầu. Chỉ cần là sắp tới đây, anh nhớ là phải chú ý giữ gìn. Không có nhìn vào ánh sáng mạnh, sẽ là hỗn tôi. Còn đối với hai chân của anh á, thì cứ kiên trì mà trị liệu thêm một thời gian nữa đi, là cũng có thể đi đứng trở lại bình thường được rồi. Hai chân sao chứ? Tô Triết Thác cúi đầu, anh vẫn là đang còn ngồi ở trên xe lăn. Nếu đôi chân cũng có thể đứng dậy, tốt lắm đó. Anh ngẩng đầu, nhìn về cái phía của Lộc Hàm. Thiếu đi sự lạnh lùng của ngày trước, hiện tại hơn một phần nhu hòa. Nếu như anh có thể đứng dậy, anh sẽ đuổi theo cậu đến cùng. Tô tiên sinh trong lúc này phải nên được nghỉ ngơi yên tĩnh, tránh ồn ào nhiều. Bác sĩ dặn dò xong, Tô Lão Gia cùng với Tô Phu Nhân nhìn nhau, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Bọn họ biết rằng con của mình cần được nghỉ ngơi. Dù sao thì cái vụ tai nạn này cũng đã đem đến cho con quá nhiều đau khổ rồi. Không có phải là ngày một ngày hai là có thể hồi phục lại, nhất là vết thương ở trong lòng kia. Thôi, tôi đi ra ngoài trước. Vũ Văn Thần cũng là biết ý mà rời đi. Hiện tại, cái vấn đề lớn nhất đã được giải quyết rồi. Những cái chuyện còn lại
phải là tùy xem bản lĩnh của thác như thế nào mà thôi. Lộc Hàm nhìn mọi người lần lượt đi ra bên ngoài, cũng là chuẩn bị xoay người rời đi. Nơi này đã không cần cậu ở lại, chỉ là càng khiến cho cậu thêm khó xử mà thôi. Hàm à, Tù Trí Thác đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn bàn tay đã đặt sẵn ở trên tay vịn của cậu mà không khỏi đau lòng. Dù sao anh cũng là bệnh nặng mới khỏi, kể cả cậu có chán ghét anh tới mức nào đi chăng nữa, bỏ đi như thế này có phải là cũng quá tàn nhẫn hay là không chứ? Trước khi vào phòng mổ, anh đã tự nói với chính mình rồi. Nếu như hai mắt của anh có thể sáng lại, như vậy anh sẽ dùng cả cuộc đời này để mà níu kéo em trở về. Có lẽ hiện tại đối với anh, ngoài hận ra, em đã không còn gì khác. Nhưng mà Hàm à, anh chỉ là muốn nói cho em biết, chỉ cần em để đồng ý trở lại, cho dù không muốn trả giá điều gì, anh cũng sẽ chấp nhận mà. Lộc Hàm thở dài ngồi xuống, cầm lấy tay của anh. Bàn tay hữu lực của anh vẫn cứ ấm áp đến như vậy, nhưng bây giờ nó lại chỉ ấm được cái ngón tay của cậu mà thôi, không có chạm được tới cõi lòng của cậu. Quả nhiên với anh, cậu đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Em không hận anh, nhưng là xin anh hãy tin em thêm một lần này nữa đi. Không hận anh cũng sẽ không lại yêu anh. Viết xong, cậu kiên quyết đứng dậy đi ra bên ngoài, để lại một mình Tô Triết Thác thẫn thờ ở nơi đó. Ngón tay dùng sức nắm chặt lại. Không hận cũng là không yêu, thật sao chứ? Từ ngày hôm đó, Lộc Hàm không có còn đến bệnh viện để chăm sóc cho Tô Triết Thác. Cậu tiếp tục ở nhà phiên dịch tài liệu. Chị Lý đã gọi điện thoại cho cậu, nói rằng cậu có thể làm công việc ngày trước. Tất nhiên đó là bởi vì đã không có còn cái sự chèn ép của Tô Triết Thác. Ngồi bên bàn làm việc, cậu thất thần nhìn màn hình máy tính tối đen. Chiếc bút ở trong tay vẫn nắm thật là chặt, chưa từng buông. Hàm à, em xem anh có làm đúng không chứ? Nam nhân đắc ý giơ tài liệu trong tay lên cười nói. Hàm à, đã nói rồi, cái chỗ này là phải để cho anh làm đó, tại sao em đây lại mất lấy một con chứ? Nam giận giận dỗi hét to lên, gắt gao ôm lấy tài liệu vào trong lòng, chỉ sợ bị người khác cướp đi mất. Hàm à, tại sao em lại ngất như vậy chứ? Nếu mà cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ thành heo mất thôi, còn em sẽ thành giá đỗ mất thôi. Nam nhân vươn tay véo nhẹ nhẹ mắt của cậu, lại nhéo vào trong mặt của mình một chút, sau đó sang một nửa phần cơm của mình sang cho cậu. Huân à, môi của cậu thật nhẹ nhàng động. Chiếc bút ở trong tay đột nhiên lại rơi xuống đất. Cậu cúi đầu vội vàng nhặt bút lên để viết tiếp. Máy tính của cậu đã hỏng, không có thể nào mà sửa được, cho nên hiện tại phải viết tay tất cả tài liệu. So với trước kia bị chậm đi rất nhiều, nhưng cũng thật lòng mà nói, cậu lại thích như vậy. Quá bận rộn sẽ không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ vẩn vơ, ví như nhớ nhung, đau xót. Trong lâu đài Hoài Thụy, Huân Tiểu Hàm mặc một thân quần áo chanel, ngón tay lại còn khoa trương đeo hai cái chiếc nhẫn kim cương thật là lớn. Arthur luôn rất là hào phóng đối với cô, hầu như ngày nào cũng là tặng cho cô một món quà quý giá. Anh thật là sủng cô, chỉ cần cô đem muốn, có khi sao ở trên trời anh cũng sẽ tìm cách để mà hái tặng cho cô. Nhẹ nhàng mơn trớn cái chiếc nhẫn ở trên tay, cô tựa người vào ghế sofa mềm mại. Đây là cuộc sống trước kia cô chưa từng nghĩ tới, cuộc sống là một chủ nhân. Tiểu Hàm à, chiếc áo của cô đẹp quá đó.
Một nữ giúp việc mập mạp đi tới, hâm mộ mà nhìn Uông Tiểu Hàm. Thực ra thì cô cũng có một chút ghen tị. Trước kia, bọn họ đều là bạn tốt, không có cái chuyện gì là phải giấu nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. Nhưng là hiện tại, mọi thứ đã thay đổi rồi, một cách chóng mặt. Cô thích sao chứ? Uông Tiểu Hàm cúi đầu, nhìn vào chiếc áo ở trên người của mình. Đây là mẫu thiết kế mới nhất của năm nay của Channel. Nhưng cô đã mặc nó được một thời gian rồi. Dù sao thì màu sắc này cô cũng lại không thích. Tào Nhã cởi bỏ từng cái chiếc cúc áo. Cô hất hàm hỏi Tiểu Tây. Tiểu Tây dùng sức gật gật đầu. Cảm giác trước miếng của mình đều đã sắp chạy ra đến nơi rồi. Vậy cho cô thứ này đi. Ô Tiểu Hàm ném cái chiếc áo sang cho Tiểu Tây. Nụ cười bên môi lại dẫn theo một cái tia đùa cợt. Thiệt sao chứ? Nè, cô thật sự sẽ tặng nó cho tôi sao? Ánh mắt của Tiểu Tây bỗng chốc trở nên sáng rực. Cẩn thận vuốt ve cái chiếc áo ở trên tay của mình, không thể tin được hỏi lại. Dù sao thì cái chiếc áo này cũng là còn rất mới. Cô mới chỉ thấy Tiểu Hàm mặc có vài lần thôi. Chẳng lẽ thực sự sẽ hào phóng mà tặng cho cô sao chứ? Ôn Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật gật đầu. Từ đầu cho tới đuôi cũng là chưa có từng rời đi sofa. Ngón tay uyển chuyển vân vê từng cái lọn tóc quăng dựng ở trên vai mình. Đây là kiểu tóc hôm nay cô vừa mới làm lại. Tin chắc chàng Arthur sẽ rất là thích. Nè, cảm ơn Tiểu Hàm nha. Cô tốt quá đó. Ôi trời đất ơi. Tiểu Tây nói xong vô dàng khoác thử cái chiếc áo lên trên người mình. Nhưng là vì cô quá béo, chiếc áo cứ gắt gao bó chặt lấy cơ thể. Nửa bước khó đi, cô chật vật bước ra bên ngoài. Chỉ sợ dùng sức một chút là chiếc áo này sẽ bung hết chị. Tuy rằng cô mặc nó không có được đẹp, nhưng mà khi phá nhất định cũng là có vài phần. Người khác sẽ hâm mộ cô lắm đây. Mà Uông Tiểu Hàm vẫn cứ ung dung ngồi trên sofa, khóe môi cong lên một chút, khẽ bật ra vài tiếng cười nhẹ. Vui lắm sao chứ? Đem bài tốt trước kia làm cái ngốc cho mình đủ cơ sao? Một tiếng nói lạnh nhạt truyền đến ở bên tai của Uông Tiểu Hàm. Cô lập tức ngồi ngay ngắn, lấy tay che lại cái phần da thịt lộ ra bên ngoài quá nhiều. Nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang tựa người ở bên khung cửa. Hết nè, cậu đứng đây từ lúc nào chứ? Uông Tiểu Hàm cảnh giác hỏi. Hiện tại cô đã cao quý hơn rất là nhiều người, nhưng mà mỗi khi đứng trước mặt của thiếu niên này, cô vẫn luôn cảm thấy mình chỉ là một nữ giúp việc hèn mọn mà thôi. À, cũng đã không lâu lắm đâu. Ngân Tấp thản nhiên nhưng mày nói chỉ là vừa dặn thấy được cô lấy cái đứa mập kia ra để làm trụ rồi mà thôi. Thì ra cô cũng là chỉ được đến như vậy mà thôi. Thì không xứng đáng làm chủ nhân. Còn nữa, cậu ngừng lại một chút, đảo mắt nhìn qua Uông Tiểu Hàm một vòng. Không cần che làm gì đâu, tôi đây đâu có một chút hứng thú gì đối với cô chứ. Ngân Táp à, cậu không cần quá đáng đó. Uông Tiểu Hàm đứng lên hét lớn lên. Cô ghét nhất là bị người khác coi mình là nữ giúp việc. Với cô mà nói, đó chính là cái sự sỉ nhục. Tôi có đáng sao chứ? Cũng tốt thôi. Nếu mà nó thật là cũng bị coi là quá đáng sao? Cậu thản nhiên nở ra một nụ cười, chậm rãi đến gần Uông Tiểu Hàm, vươn tay túm lấy một cái lọn tóc quăng xinh đẹp của cô ta. Ừ, mái tóc dài rất được đó. Nhưng mà làm ra như thế này cũng chỉ giống như một cái con chó lông xù mà thôi. Hy vọng là chủ nhân sẽ thích đó, đúng không chứ, chó lông xù? Ngân Táp nói xong, không khách khí mà rút ra một cái chiếc khăn mùi xoa lau sạch ngón tay của mình. Sau đó ném xuống đất, ngân ngang mà rời đi. Cậu, cách xa tôi ra một chút đi ha. Ô Tử Hàm vội vàng trốn đến mặt sau của sofa, cạnh cao nói. Cô bảo tôi đến gần cô, tôi lại còn không muốn đâu. Ngân Táp lại tiếp tục coi thường nói, làm cho Uông Tiểu Hàm tức đến đỏ mặt. Nhưng rồi cuối cùng cũng là chỉ biết giận mà không có dám làm gì.
cậu ta là trợ thủ đắc lực nhất ở bên cạnh của Arthur, không có phải là người có thể dễ dàng mà trêu chọc vào. Hiện tại, thân phận của cô tại cái nơi này vẫn chưa có rõ ràng, cho nên không có thể xung đột nghe với cậu ta được. Ngân Tấp quay đầu cao thấp đánh giá cô một lần, có một chút ẩn ý mà khuyên bảo. Một cô gái không cần là phải quá thông minh làm gì. Phải biết rằng đôi khi quá thông minh thì sẽ càng đón thỏ đó. Nửa đêm, Arthur mới trở về phòng ngủ. Đang ngồi bên laptop giải quyết công việc, đột nhiên có một cái đôi tay vô cùng mềm mại xoa bóp lấy bả vai của anh. Anh thoải mái nhắm mắt lại mà hưởng thụ, cho đến lúc mà cảm nhận được một cái lọn tóc quăng chạm vào trong cổ của mình. Arthur, làm sao vậy chứ? Uông Tiểu Hàm thật là kỳ quái, nhìn vào anh, rõ ràng đang rất là thoải mái, tại sao tự nhiên lại nhìn cô tức giận đến như vậy chứ? Cô đã làm gì sai hay sao? Đi ra ngoài. Arthur khẽ mở miệng, nói ra cũng là cái lời tuyệt tình, lạnh khốc mà cô chưa có từng phải nhận. Uông Tiểu Hàm mở to hai mắt, không có dám tin nhìn anh. Cô lại không có nghe sai đi. Anh thế nhưng lại bảo cô đi ra ngoài sao chứ? Arthur, em là Hàm quanh đây mà. Tại vì sao anh lại nói như vậy chứ? Em đã làm sai điều gì sao? Cô cầm lấy tay của anh, nũng nịu nói. Đừng để là tôi đây. Phải nói tới lần thứ hai đó. Đi ra ngoài. Arthur lạnh lùng bỏ tay của cô ra. Ánh mắt sắc bén khiến cho cô không có khỏi rùng mình. Thật đáng sợ mà. Em. Uông Tiểu Hàm còn muốn nói thêm cái điều gì nữa, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Arthur, chỉ là biết ủy khuất đi ra bên ngoài. Mà đúng lúc này, Arthur lại đột nhiên lên tiếng. Nếu như cô đây không làm lại cái mái tóc được như cũ, vậy thì vĩnh viễn không cần phải bước vào phòng này làm gì nữa. Tóc sao chứ? Uông Tiểu Hàm nhìn mái tóc quan của mình mới làm ngày hôm nay, thế này mà nghĩ tới điều gì, vội vàng chạy ra bên ngoài. Đều là do mày cả. Chết tiệt tóc à. Khi không phải là Hàm của tôi. Không phải. Thì là không phải mà. Cửa bên người dùng sức đóng lại. Arthur ngồi trên sofa thì thào tự nói. Trong lòng bắt đầu lại có vô hạn mê man. Lộc Hàm ôm lấy tài liệu đứng trước cửa, một tay lục lọi vào trong túi để tìm chìa khóa. Trời đã chuyển sang đông, không khí bên ngoài thực sự là rất lạnh. Mở cửa ra, một làn hơi nước ấm áp lùa đến khiến cho cậu thoải mái nheo hai mắt lại. Nhưng là ấm áp sao chứ? Vội vàng bật điện lên, cảnh tượng ở trước mắt đã khiến cho cậu không khỏi sững sờ. Xoa nhẹ hai mắt của mình, cậu cố gắng nhìn lại một lần nữa. Nhà của cậu tại sao lại biến thành như thế này chứ? Bên ngoài vẫn là thật cũ nát, nhưng phía trong lại hoàn toàn thay đổi. Đồ dùng đã bị thay mới hoàn toàn, liền ngay cả cái chiếc giường cậu sớm quen thuộc cũng là không có. Ai đó nói cho cậu biết đi, rốt cuộc đây có phải là chuyện gì đang xảy ra được không chứ? Tại sao đột nhiên tất cả mọi thứ lại biến thành ra như vậy? Cậu vội vàng chạy tới, mở ra tủ quần áo của mình. Bên trong đã không có còn quần áo của A Huân. Nhìn sang bên giường, hai chiếc gối đầu của cậu cũng đã biến mất. Không có hơi thở của Huân. Không có. Thật đúng là quá nhỏ đó. Một tiếng nói mang theo ghét bỏ vang lên. Lộc Hàm ngẩng đầu, vừa nhận thấy được Tô Triết Thác mặc áo tắm đi ra. Anh khó chịu xoa xoa cái bả vai của mình. Đây mà là phòng tắm hay sao chứ? Bồn tắm của anh nó lại còn lớn hơn cái nơi này. Thật đúng là... Anh nhìn xung quanh một vòng, vừa lòng gật đầu. Cũng tạm tạm được, như vậy sẽ là thoải mái hơn. Tối thiểu lại còn có thể nhìn ra đây là cái nơi dành cho người ở. Nhất là ánh mắt của anh nguy hiểm hiếp lại, nhất là những cái thứ mà nam nhân kia để lại, anh sẽ tuyệt đối làm cho chúng nó biến mất hoàn toàn. Thật đúng là không thể nào nghĩ được
thời điểm anh xảy ra tai nạn, cái tình huống kia cũng đã biến mất một cách khó hiểu. Ông trời thật đúng là hậu đãi với anh mà. Cơ hội tốt như vậy, dù có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng đã không thể nào bỏ qua được. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên lại thấy một cái chiếc gối đầu bay tới. Cũng may anh nhanh tay tiếp được, chân của anh đã khôi phục rất là tốt. Đây là kết quả sau bao nhiêu ngày liều mạng trị liệu. Anh luôn cố gắng gấp 3 lần của người khác, trả giá bằng mồ hôi cùng với đau đớn, không có phải là chỉ một lời là có thể diễn tả ra. Nhưng anh vẫn cứ cắn răng chịu đựng. Ai bảo anh hiện tại còn phải theo đuổi vợ cũ đâu chứ. Hàm à, em định sẽ mua sát trọng hay sao chứ? Tô Trí Thác ôm chặt lại cái chiếc gối vào trong lòng. Vừa nói xong là phải nghiêng đầu né một cái chiếc gối khác. Lộc Hàm nắm chặt hai tay thành quyền đầu. Cậu nhắm hai mắt lại. Đối với Tô Triết Thác, thật sự có một cái lời xúc động muốn xông lên giết chết anh. Hàm à, em vừa mới về thôi. Đã vừa lòng chưa chứ? Có muốn về nhà của mình nữa không? Nơi đó bây giờ để trống trải quá đó. Anh lấy lòng mà nói. Trên đời này khiến cho anh phải khép nép như vậy, Lộc Hàm tuyệt đối là cái người đầu tiên. Rời đi. Lộc Hàm không tiếng động nói. Nhưng hiển nhiên là Tô Triết Thác không có thể nào hiểu được. Anh lo lắng đặt tay lên trên vai của cậu. Hàm à, em bị làm sao chứ? Sao lại phát trung như thế kia? Lộc Hàm cũng lại không có nghe Tô Triết Thác nói. Cậu đột nhiên xoay người, dùng hết sức lực mà đẩy anh ra khỏi cửa. Cậu không có muốn nhìn thấy anh, chính là không muốn. Hàm à, em muốn làm gì chứ? Muốn ra ngoài thì ít nhất là cũng phải nên đưa cho anh một cái chiếc quần được không chứ? Đừng có như vậy mà. Tô Triết Thác không dám dùng sức chống cự, chỉ có thể tùy ý để cho cậu đẩy lùi từng bước. Phịch một cái, cánh cửa bị cậu vô tình đóng lại. Tô Triết Thác trầm hạ mặt, bàn tay đặt ở trên cửa cuối cùng lại vẫn là không có mở ra. Cậu lưu luyến nhìn người kia sâu nặng đến như thế hay sao chứ? Chẳng qua chỉ là vứt mấy cái thứ của hắn ta thôi. Cậu lại nhìn anh mà giận dữ đến như vậy sao chứ? Cúi đầu nhìn chằm chằm áo tắm ở trên người mình, dưới chân còn xỏ dép lê. Anh đang suy nghĩ là phải về nhà như thế nào đây. Cánh cửa lại đột nhiên mở ra. Hàm vẫn là còn lo lắng cho anh hay sao chứ? Anh hớn hở suy nghĩ, chỉ là còn chưa có cao hơn được vài giây, mấy bộ quần áo đã bị cô ta thẳng tay ném ra bên ngoài, giống như anh vậy. Hàm à, em còn chưa đưa quần cho anh đó. Tô Triết Thác lớn tiếng gọi, nhưng mà lần này dù cho có nói như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng là không có chịu mở cửa. Chờ đợi nửa giờ, cuối cùng anh đành phải cắn răng khoác tạm một cái chiếc áo. Nửa người dưới vẫn là quần áo tắm, chân bằng dép lê, chạy thật nhanh về cái phía xe hơi của mình đổ bên kia đường. Trong lòng thầm nghĩ, lần này cậu đúng là quyết tuyệt mà. Thác à, cậu... Vũ Giang Tần vừa định mở miệng, kết quả nhìn thấy cái bộ dạng chật vật của Tô Triết Thác. Đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó nhìn không có được mà cười lớn hơn. Trời ạ, đây mà là thác của anh biết hay sao chứ? Cầm miệng đi, Vũ Giang Tần à. Tô Triết Thác cắn răng nói xong, vừa thẹn lại vừa giận uy hiếp. Vũ Giang Tần à, còn một con cười nữa, tôi sẽ trừ tiền lương tháng này của cậu đó. Thì cứ trừ đi. Tôi có lẽ không cần đâu mà, tiền của tôi cũng đã đủ nhiều rồi. Vũ Giang Tần rốt cuộc thì cũng đã tìm được một cái cơ hội để mà chơi cười Tô Triết Thác. Đâu có thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy chứ. Bộ dáng tức cười này đáng ra là phải nhanh tay chụp lại, về sau này có dịp sẽ đem ra mà uy hiếp Thác mới đúng. Tô Triết Thác dùng sức trừng mắt nhìn Vũ Văn Tần, trực tiếp xoay người đi vào trong nhà của mình. Phịch một tiếng, đóng cửa lại. Mà Vũ Văn Tần rốt cuộc cũng đã biết an phận theo ở phía sau, nhận mệnh ngồi trên sofa. Thế là cẩn thận đánh giá bốn phía. Thực xa là thầy cũng như Tuyết đã thay đổi hoàn toàn cái nơi này. Cũng không có biết là tại sao Thác lại chịu đựng lâu đến như vậy chứ.
thay đổi một bộ quần áo chỉnh tề. Tô Triết Thác mới yên tâm đi ra. Ánh mắt nhìn Vũ Văn Thần có một chút phức tạp. Nè, sao vậy chứ? Cậu đi tìm Lục Hàm lại bị cậu ấy đuổi ra bên ngoài sao? Vũ Văn Thần nhìn thẳng vào Tô Triết Thác. Không hiểu sao trong cậu ta lại vẫn có thể bình tĩnh đến như vậy được chứ. Ừ. Tô Triết Thác thản nhiên thừa nhận. Dù sao thì cái bộ dáng kia cậu ta cũng đã thấy được rồi. Có biết thêm chuyện này cũng là chẳng là gì cả. Hay nha, Thác à. Tôi cũng không biết là phải khuyên cậu như thế nào đi cho phải đó. Thế nên trước này tôi vẫn là luôn lựa chọn cái sự im lặng. Nhưng mà là lần này tôi rất hy vọng sao cậu có thể giải quyết cho thỏa đáng. Cậu đã từng thương tổn cậu một lần rồi, đừng bao giờ để xảy ra lần thứ hai. Anh thở dài, đứng lên vỗ vỗ cái bả vai của Tô Triết Thác. À, nè, tôi cũng có việc đó, cho nên phải đi trước đây. Mà cậu cũng có thể đến công ty để làm việc được rồi đó. Anh cúi đầu nhìn đôi chân đã hoàn toàn khỏe mạnh của Tô Triết Thác, vẫn là quyết định không nói ra cái chuyện kia. Dù sao thì qua mấy tháng nữa thôi, đứa nhỏ trong bụng của Lộc Hàm lớn dần lên, Thác tự nhiên sẽ biết chuyện. Anh chỉ lo lắng một điều, nếu đã biết, liệu rằng cậu ta có thể thừa nhận được hay sao chứ? Lộc Hàm ôm tập tài liệu, bước về cái phía trước. Sau lưng, tiếng của ô tô rền rĩ vang lên từng đợt. Thật ra, không có cần quay đầu lại, cậu cũng biết đấy là ai. Không có phải anh vẫn luôn bề bộn như vậy hay sao chứ? Sao dạo này lại rảnh rỗi đi theo cậu như vậy? Có khi chỉ cần là cậu vừa quay đầu lại sẽ nhìn thấy xe hơi của anh chậm chậm đi ở phía sau. Lộc Hàm nhìn anh nửa ngày, cuối cùng chỉ biết lắc đầu, cố gắng bước nhanh hơn trở về nhà. Anh đã phá hỏng đi cuộc sống của cậu hai lần. Cậu không muốn là phải tiếp xúc với anh nhiều hơn nữa, bởi vì thực sự rất là mệt mỏi. Kéo mở rèm cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài yếu ớt chiếu vào, dừng ở trên mặt của cậu, khiến cho cậu thoải mái nheo lại hai mắt. Chỉ là lúc mà nhìn thấy nam nhân vẫn đang yên lặng đứng chờ ngoài kia, cậu lại chậm rãi khép rèm lại. Ánh mặt trời rất là đẹp, nhưng nó không có đủ để sưởi ấm lòng của cậu. Từng tiếng đập cửa truyền đến, cậu muốn bỏ qua, cuối cùng lại chỉ biết thở dài. Cậu đứng lên đi ra bên ngoài mở cửa. Nè, anh biết làm đây sao mở cửa cho anh mà? Tô Triết Thác mỉm cười nhìn Lộc Hàm, nhẹ nhàng nói. Lộc Hàm xoay người để cho anh một lối đi, mà Tô Triết Thác cũng rất là tự nhiên bước vào, chễm chệ ngồi trên sofa, tùy ý giống như đây chính là nhà của mình vậy. Lộc Hàm lấy giấy bút ở trên bàn, ngồi xuống ở trước mặt của anh, sau đó viết ra một dòng chữ. Anh đi đi, đừng đến đây nữa, được không chứ? Cuộc sống hiện tại của em đang rất là tốt đó. Lại là cự tuyệt. Tô Triết Thác khẽ mím chặt môi. Với anh bây giờ trừ cự tuyệt ra, cậu không có còn ý nghĩ nào khác hay là sao chứ? Chẳng lẽ anh sai lầm một lần, liền ngay cả cái tư cách được tha thứ cũng lại không có sao? Hầm à, tha thứ cho anh một lần đi, có được không chứ? Anh biết lần trước kia mình thật đáng giận, nhưng nếu như bây giờ chúng mình lại có thể bắt đầu lại một lần nữa, anh xin cam đoan rằng sẽ bù đắp lại trong tất cả, mang lại hạnh phúc cho em. Chỉ cần em đây nguyện ý mà thôi. Hầm à, làm vợ chồng với nhau 2 năm rồi, anh lại không tin rằng em lại không còn một chút tình cảm nào đối với anh đó. Em à, hãy cho chúng ta một cơ hội nữa đi, có được không chứ? Tô Triết Thác dùng lực lay động cái bả vai của gầy yếu của Lộc Hàm, cậu xin nói. Mà Lộc Hàm vẫn là chỉ buồn bã lắc đầu. Em không yêu anh. Môi của cậu khẽ động, cực thông thả, nhưng mà lần này bởi vì ở rất là gần, Tô Triết Thác có thể rành mạch hiểu được cái điều mà cậu đang nói. Em không yêu anh, vậy mới oai chứ. Chẳng lẽ lại là cái thằng ngốc chết tiệt kia sao? Lộc Hàm à, em thật đúng là biết chọn người đó. Nhưng anh nói cho biết, nó biến mất lâu như vậy rồi,
không chỉ là đã chết lăn lóc ở nơi nào rồi đó cũng nên đó. Tô Triết Thác bị ghen tị làm cho điên cuồng. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ đã ở chung với nhau lâu đến như vậy, anh liền có cảm xúc là muốn xông lên giết người. Đột nhiên anh lại cúi người xuống, hung hăng hôn lên trên môi của cậu, dùng sức gặm cắn, dường như muốn tìm lại cái hương vị quyến luyến ngày xưa. Chẳng qua giờ đã chỉ cảm nhận được cái mùi máu tươi chua xót mà thôi. Nhưng dù có là như vậy, anh cũng là quyết không buông tay. Anh sẽ không có cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội tiếp cận cậu lần nữa. Anh đã không có thể nào mà chịu đựng hơn được nữa rồi. Cậu là của anh, chỉ là của mình anh mà thôi. Tô Triết Thác hoàn toàn phát cuồng, đẩy ngã cậu xuống sofa, đem toàn bộ sức nặng đặt lên trên người của cậu, không hề để ý đến cái sự cự tuyệt của cậu. Anh đã bị ghen tị làm cho đỏ hai mắt, trong đầu chỉ quanh quẩn một cái ý nghĩ duy nhất: đoạt lấy và đoạt lấy. Đoạt lấy nam nhân vốn đã phải thuộc về anh. Em là của anh, Hàm Hàm à, anh biết là anh sai rồi, cho anh một cơ hội đi có được không chứ, Hàm Hàm. Anh đau khổ nói, bên môi lại cảm nhận được cái thứ gì đó mặn mặn. Anh luôn nghĩ là mình vô tình, giờ mới biết được thì ra mình cũng sẽ biết rơi lệ. Lộc Hàm vươn tay muốn đẩy anh ra, hơi thở của anh khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ không được thoải mái. Hình ảnh ghê tởm kia lại hiện lên một lần nữa, khiến cho cậu hoảng hốt đến không thôi. Không cần, không cần mà, buông ra đi. Cậu lung tung đánh vào trong người của Huân. Huân à, cứu em với. Đột nhiên bụng dưới của cậu truyền đến từng đợt đau nhói, có thứ gì đó ấm áp theo hai chân chảy xuôi xuống mặt đất, hình như là một sinh mệnh nữa đang rời bỏ cậu dần dần. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, cậu tuyệt vọng nằm yên. Trong bóng đêm dường như có thể thấy được ánh mắt chỉ trích của Huân. Đừng, Huân à, đừng nhìn em như vậy mà, đừng. Tô Triết Thác phát hiện ra nam nhân ở dưới thân có gì đó không ổn, vừa nhìn xuống trong lòng lại cảm thấy kinh hoàng đến tột độ. Hàm Hàm à, anh hoảng hốt gọi to tên của cậu. Hàm Hàm. Cửa phòng mổ vừa được mở ra, Tô Triết Thác còn chưa có kịp mở miệng hỏi thăm, bác sĩ đã nhăn mày mà chỉ trích. Anh xem anh làm chồng như thế nào mà lại để cho thai phụ bị thiếu dinh dưỡng chứ. Với lại hơn nữa, tinh thần lại bị áp lực mệt mỏi, như vậy sẽ rất là dễ sinh non đó, anh có biết hay là không chứ. Hai chữ sinh non làm cho Tô Triết Thác bàng hoàng lùi về phía sau vài bước, không thể tin được nhìn bác sĩ. Ông ta đang nói cái gì vậy chứ? Là sinh non sao? Như vậy có nghĩa là cậu đang mang thai sao chứ? Không phải là thai của anh mà là của một cái tên ngốc sao? Mà anh vừa rồi đã làm cái gì vậy chứ? Anh giết đi đứa nhỏ của cậu, làm sao bây giờ đây? Phải làm sao bây giờ đây chứ? Nhưng mà anh yên tâm đi, thai nhi vẫn là giữ được. Nhưng mà về sau này phải thật là cẩn thận hơn đó, bởi vì cơ thể của mẹ quá là gầy yếu, cho nên sẽ rất khó để mà bảo vệ, nhất là khi cậu ấy lại từng sấy thai một lần rồi. Bác sĩ nghĩ rằng anh đang tự trách, vì thế cũng mềm lòng mà an ủi cậu một câu. Sấy thai một lần rồi hay sao chứ? Chuyện là từ khi nào đấy? Giọng nói của Tô Triết Thác tựa như bị mắc ở trong cổ họng, đến từng cơn nửa ngày cũng lại không thoát ra được. Đứa bé kia đã bị mất từ khi nào chứ? Anh rốt cuộc cũng đã có thể khàn khàn mà nói ra, lòng bàn tay lại đã ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh. Đại khái là khoảng một năm về trước. Bác sĩ nhíu mày, có một chút kinh bỉ nhìn anh. Ngay cả cái chuyện này cũng đã không biết, anh ta thật đúng là một người chồng thất bại mà. Hơn một năm trước sao chứ?
Anh đột nhiên nhớ lại cái ngày đó. Cậu nói có một bất ngờ muốn dành tặng cho anh. Nhưng là anh đã làm cái gì chứ? Đến tột cùng, anh đã làm cái gì vậy chứ? Anh giết đứa nhỏ của mình, giết đứa nhỏ của anh và cậu. Tìm được rồi sao chứ? Tô Triết Thác ngồi bên giường bệnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Lục Hàm, thất thần hỏi. Ừ. Vũ Giang Thần thì lại nhẹ nhàng đi vào, cũng đứng ở một bên, cầm lấy tư liệu trong tay giao cho Tô Triết Thác. Còn cái thai không có gì vậy chứ? Không có gì gì đâu. Tô Triết Thác thản nhiên nói xong, ngón tay dùng sức nắm chặt lại. Cậu đã sớm biết có phải không? Đã sớm biết cậu ấy mang thai sao? Anh nhìn về ở cái phía của Vũ Văn Tần, hai mắt bị tơ máu che kín đi toàn bộ. Đúng vậy. Thời gian mà cậu nằm viện, tôi đã biết được rồi. Vũ Văn Thần cũng đã không có dám giấu giếm. Anh biết Thác cái kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra cái chuyện này thôi. Chỉ là không nghĩ nó sẽ xảy ra ở trong cái tình huống như vậy. Hơn nữa, cũng là quá đột nhiên. Tô Trí Thác không nói gì thêm nữa. Anh mở cái tập tài liệu mà Vũ Văn Thần mang đến. Ngón tay run rẩy cả nửa ngày, thống khổ nhắm hai mắt lại. Thần à, tôi từng có một đứa nhỏ đó. Anh từng có một đứa nhỏ, nhưng đã vô tình đánh mất nó đi. Giờ đây, Hàm Hàm lại có một đứa nhỏ, nhưng nó lại không thuộc về anh. Thần ạ, tôi là một tên khốn. Ngày đó Hàm Hàm trở về, hắn là muốn nói cho tôi biết cái chuyện này. Nhưng rồi, tôi lại để cho cô ấy thấy được một cái màn dơ bẩn đó như vậy. Thậm chí tôi lại còn tự tay giết chết đứa nhỏ của mình nữa. Anh là một tên khốn. Một tên khốn, không hơn không kém. Anh có cái tư cách gì để mà níu kéo cậu chứ? Để mà cầu xin cậu cho anh một cơ hội. Lộc Hàm mở hai mắt ra, không có rõ là hiện tại mình đang ở nơi nào. Em đã tỉnh sao? Một giọng nói càng càng truyền đến, không hề dễ nghe. Cậu quay đầu, thấy được Tô Triết Thác đang tiêu tụy ngồi bên đầu giường, mệt mỏi nhìn cậu. Đột nhiên, cậu sực nhớ tới cái điều gì đó, dùng sức dãy dụa muốn đứng dậy, lại bị nam nhân nhẹ nhàng đè xuống. Nè, không cần phải lo lắng đâu. Cái thai không có việc gì. Em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Lục Hàm chăm chú nhìn anh, cuối cùng im lặng nằm xuống, thật là cẩn thận đặt tay lên trên bụng của mình. Đứa nhỏ không có việc gì, thật sao chứ? Huân à, đứa nhỏ của chúng ta đã không có việc gì rồi. Tô Triết Thác nhẹ cầm lấy cái bàn tay đang đặt ở trên bụng của cậu, dường như muốn cùng với cậu cảm nhận sinh mệnh bé nhỏ đang tồn tại ở phía dưới. Hàm à, trước kia mình cũng đã từng có một đứa nhỏ có phải không chứ? Anh ngồi bên giường, gắt gao nhìn hai mắt nhắm chặt của cậu, giọng nói lộ ra nồng đậm bi thương. Lục Hàm hơi run rẩy lông mi một chút. Cậu rút tay ra, sau đó nghiêng người đưa cái lưng về phía của anh, lưu lại cho anh một bóng dáng tuyệt tình. Hàm Hàm à, nói cho biết đi mà, em có thể tha thứ cho anh được không? Có thể không chứ? Tô Triết Thác trầm giọng, bên trong mang theo vài cái phần thống khổ cùng với cầu xin. Hàm Hàm à, em yên tâm đi, anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho cả em và đứa nhỏ. Mặc kệ em để có cần anh hay là không, anh cũng sẽ coi nó giống như là ruột thịt của mình. Đứa nhỏ là con của em, vậy cũng sẽ là con của anh mà. Mà anh đây, nói tới đây, anh lại thống khổ nhắm hai mắt của mình lại. Dù đã suy nghĩ thật là lâu rồi, nhưng quyết định này với anh mà nói giờ là quá tàn nhẫn.
Về sau này anh sẽ không bức ép em nữa đâu. Sẽ luôn ở bên cạnh của em cho đến khi nào em không cần anh nữa. Thực xin lỗi Hàm Hàm à, là do anh không tốt, là anh đã hại em mất đi đứa nhỏ rồi. Đầu đừng nói xong, anh xoay người muốn rời đi. Lúc này lại bị một cái bàn tay bé nhỏ kéo lại. Hàm Hàm à, em cần thứ gì sao chứ? Tô Triết Thác mỉm cười nhìn cậu. Thực ra ở trong lòng lại vô cùng kích động. Đây là cái lần đầu tiên cô chủ động giữ anh ở lại. Lộng Hàm kéo tay của anh, thế là chậm rãi mà viết. Về chuyện đứa nhỏ, không có phải là lỗi của mình anh đâu. Em cũng có lỗi. Nếu như kỳ ấy em cẩn thận hơn một chút thì có lẽ như là sẽ giữ được đó. Em ngủ đi, anh đi ra ngoài một lát. Tô Triết Thác thật là cẩn thận đem tay của cậu đặt vào trong chăn, sau đó xoay người đi ra bên ngoài. Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng cô đơn quanh, đột nhiên ở trong lòng lại cảm thấy có vài phần chua xót. Đóng lại cửa của phòng bệnh, Tô Triết Thác tựa người vào trong mặt tường lạnh như băng, bàn tay dùng sức nắm chặt lại, nơi đó dường như vẫn còn một chút hơi ấm của cậu. Hàm Hàm là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh. Anh sẽ dùng hết sức mình để mà bảo vệ cậu thật là tốt. Mặc kệ đứa nhỏ kia là của ai, anh đều sẽ yêu thương nó thật là nhiều. Anh đã mất đi một lần rồi, không muốn lại mất đi lần thứ hai. Tất cả đều là lỗi của anh, cho nên anh sẽ thật là thận thắng mà thừa nhận tự mình gánh vác. Không có nam nhân nào lại có thể dễ dàng tha thứ người mình yêu, lại mang ở trong bụng cốt nhục của người khác. Nhưng là anh đã không có còn lựa chọn nữa rồi. Đứa nhỏ kia là nỗi đau của anh, nhưng mất đi nó lại sẽ làm cho Hàm Hàm đau đớn. Thế cho nên anh sẽ thay cho cậu chịu đựng. Không biết từ lúc nào ở bên ngoài đã hạ xuống một mảnh tuyết trắng. Đây là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, dường như đến quá sớm cũng là phá lệ lạnh lùng. Mà lúc này đây, ở nước Anh xa xôi, một chiếc máy bay tư nhân bắt đầu cất cánh. Bên trong chỉ có vài người, trong đó có một nam tử vô cùng tuấn mỹ cùng với một cô gái xinh tựa đầu lên trên đùi của anh, im lặng mà ngủ. Nhón tay, nam nhân nhẹ nhàng vâng vê lên trên sợi tóc của cô. Cúi đầu, anh cởi áo khoác của mình, thật là cẩn thận đắp cho cô gái. Ánh mắt lại tựa như xuyên thấu qua thân thể của cô, nhìn về một nơi khác xa xôi. Arthur, chúng ta tới nơi này để làm gì chứ? Uông Tiểu Hàm vẫn là không hiểu vì sao Arthur lại muốn dẫn cô đến Trung Quốc. Tuy nơi này là quê hương của cô, nhưng cô đã theo mẹ của mình sang Anh từ khi còn rất nhỏ. Bây giờ quay lại chỉ là cảm thấy xa lạ không hơn. Mang em trở về nhìn xem. Arthur vừa nghe ngón tay vuốt lại sợi tóc rối ở trên trán của cô, kỳ ôm nhu nói. Cũng tốt thôi, đã rất lâu rồi em chưa có dịp về đây để thăm mọi người đó. Uông Tiểu Hàm lại nhạt cười. Thực ra thì cô không có hề muốn trở về, bởi vì ở nơi này có người cô không có muốn nhìn thấy. Nếu không phải là vì trước kia cha của cô ngoại tình, cô cũng là đâu có đến nỗi phải sang Anh để là một đứa hậu gái hèn mọn chứ. Em đó cũng lại không có cần phải đi thăm bọn họ đâu. Anh trở về lần này không có phải là vì việc đó. Tuy vẫn cứ luôn giữ cái thái độ trầm mặc, nhưng mà tất cả những gì liên quan đến Uông Tiểu Hàm anh đều biết rất là rõ ràng. Rất cảm ơn anh Arthur. Uông Tiểu Hàm cũng lại không có quan tâm đến sân bay lúc này có phải người đến người đi hay là không. Vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng quanh, khóe môi không có nhìn được cong lên một cái nụ cười đắc ý. Nam nhân cao quý tuấn mỹ này
là của cô. Đi thôi, chúng ta nên tới khách sạn. À Thơ ôm chặt lấy Hùng Tiểu Hàm, giọng nó rất là nhẹ, trên mặt lại là một cái mảnh lạnh ý. Lộc Hàm xuất viện đã là chuyện của nửa tháng sau. Thật ra cậu cũng là không có muốn nằm viện lâu đến như vậy, nhưng vì đứa nhỏ, vì cả Huân nữa, cậu là phải cố gắng hết sức mình. Tiếng đập cửa truyền đến, cậu đứng lên, xoa xoa cái bả vai có một chút đau đớn vì phiên dịch, sau đó mới chậm rãi bước ra phòng ở bên ngoài mở cửa. À, chào em, tôi là Trung Tiết Khác, hàng xóm mới của em đây. Tô Triết Thác hơi dựa người vào khung cửa, chỉ sang cái căn nhà xa qua ở bên phía đối diện, sau đó đưa tay về cái phía của cậu. Quan ngân em tới thăm nhà của tôi.